Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085 339 4567 để nhận khuyến mãi. Chuyện thất bại. Người đàn ông mạnh mẽ và hiếu thắng chấp nhận từ chức CEO vì yêu Uber hơn tất cả. Đưa Uber từ một ứng dụng gọi xe trở thành startup giá trị nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, điều mà Travis Kalanick nhận được là bị các nhà đầu tư yêu cầu từ chức CEO trong bối cảnh mẹ anh bị tai nạn vừa qua đời, còn cha anh bị thương nghiêm trọng. Những lần khởi nghiệp thất bại. Travis Kalanick sinh năm 1976, lớn lên tại Northridge, California, một vùng ngoại ô của Los Angeles, Mỹ. Khi còn nhỏ, Kalanick từng mơ ước trở thành một điệp viên, tuy nhiên cuối cùng anh lại theo đuổi sự nghiệp kinh doanh giống mẹ mình, một chuyên gia quảng cáo bán lẻ. Kalanick thực hiện dự án kinh doanh đầu tiên vào năm 18 tuổi với một khóa luyện thi SAT có tên là New Way Academy. Kalanick theo học kỹ sư vi tính tại Đại học California, Los Angeles, nhưng rồi sớm bỏ học vào năm 98 để cùng Michael Todd và Vince Bissom sáng lập ra dịch vụ tìm kiếm và chia sẻ file ngang hàng Scour. Do Scour giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và có được nội dung mà không phải trả tiền, một số công ty trong ngành giải trí đã cùng nhau kiện dịch vụ và đòi bồi thường 250 tỷ đô la Mỹ. Khi số đơn kiện ngày một nhiều lên, nguy cơ thất bại của Scour ngày càng cận kề. Những ngày cuối cùng thực sự khiến Kalanick căng thẳng, nhưng bản lĩnh bán hàng trong anh không chịu khuất phục. Vì vậy, Kalanick vẫn ôm điện thoại hàng giờ để nói chuyện với đối tác cứu vãn việc kinh doanh. Năm 2000, khi không thể cứu vãn được nữa, nhóm sáng lập quyết định nộp đơn phá sản. Sau đó, Todd và Kalanick lại thành lập một công ty chia sẻ file mới, RestWatch, với đội kỹ sư cũ của Scour. Kalanick gọi đây là sự kinh doanh trả thù. Anh muốn tất cả các hãng giải trí từng kiện Scour biến thành khách hàng và phải trả tiền cho mình. Thay vì tìm kiếm những nội dung họ không có bản quyền, RestWatch tập trung vào việc cung cấp nội dung cho người dùng theo cách rẻ hơn khi cho phép họ chia sẻ băng thông. Dịch vụ lần này của họ hợp pháp nhưng có một số hoạt động thì không. Sở thuế Mỹ IRS phát hiện ra RestWatch gian lận trong nộp thuế thu nhập cho nhân viên. Kalanick nói Todd đã làm việc này mà không hề cho mình biết. Các nhà sáng lập sau đó đã phải trả 110.000 đô la Mỹ cho IRS để tránh ngồi tù. Sự việc này đã khiến Kalanick và Todd xảy ra mâu thuẫn. Kalanick sau đó tiếp quản công ty cho đến khi gã khổng lồ máy chủ Akamai mua lại vào năm 2007 với giá 19 triệu đô la Mỹ. Từ trưởng phòng ấp trứng của UberCab cho đến CEO Uber. Cuối năm 2008, tại hội sở công nghệ Le Web, Kalanick lần đầu tiên được nghe ý tưởng về Uber. Anh hình dung ra nó là một dịch vụ sẽ giúp giảm chi phí đi xe chỉ với một nút bấm. Greg Camp, Oscar Salazar và Conan Whelan là ba người xây dựng nên phiên bản Uber đầu tiên có tên là UberCab. Kalanick khi đó đóng vai trò siêu cố vấn, mặc dù anh từng nói đó là vị trí trưởng phòng ấp trứng. Với UberCab, người dùng có thể gọi xe ở San Francisco chỉ qua một tin nhắn hoặc nút bấm, nhưng chi phí đắt hơn 1,5 lần so với taxi thường. Đầu năm 2010, Ryan Grace gia nhập UberCab và trở thành tổng giám đốc. Không lâu sau, Grace nhận được bổ nhiệm làm CEO. Tháng 6 năm đó, UberCab đi vào hoạt động tại San Francisco. Công ty đã tạo được tiếng vang lớn mặc dù chưa có nhiều nhà đầu tư chủ động tìm đến. Mùa hè năm 2010, UberCab huy động được 1,25 triệu đô la Mỹ từ Chris Sharka, một người bạn của Kalanick, và nhà đồng sáng lập Napster, Sean Fanning. Tháng 12 cùng năm, Kalanick trở thành CEO của công ty. Chính cái tính cứng rắn, kiêu ngạo và liều lĩnh của Kalanick đã giúp cho Uber len lỏi vào hết thành phố này đến thành phố khác, bất chấp sự phản đối của các hãng xe taxi và nhiều cản trở khác. Trong những năm đầu mới thành lập, Uber đã phải giải quyết rất nhiều vụ kiện tụng, đình công tranh cãi với các tài xế của chính công ty, những người làm hợp đồng và không phải nhân viên chính thức. Uber cũng phải đối mặt với sự phản đối của các hãng taxi truyền thống, giới chức tại nhiều quốc gia và sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ mới xuất hiện trên thị trường. Không quá khi người ta nói rằng kẻ thù và những người ghét Travis Kalanick có ở khắp mọi nơi. Đến nay, Uber đã có mặt hơn 600 thành phố và trở thành startup được định giá lớn nhất thế giới với hơn 69 tỷ đô la Mỹ. Cú ngã điếng người. Khi Uber ở thời kỳ hoàng kim, trên nhiều phương tiện truyền thông người ta tung hô ca ngợi Travis Kalanick là nhà khởi nghiệp vĩ đại, là người đã thay đổi ngành vận tải toàn cầu. Có lẽ những người hâm mộ anh và cả chính Kalanick cũng không thể ngờ rằng có một ngày anh bị buộc rời khỏi vị trí CEO của Uber. Nửa đầu năm 2017 là khoảng thời gian đầy khó khăn với vị thuyền trưởng Kalanick khi Uber liên tiếp dính vào hàng loạt vụ bê bối ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, từ việc cựu kỹ sư Susan Fowler tố bị quấy rối tình dục, mảng xe tự lái của Google kiện vì sử dụng công nghệ đánh cắp, xe tự lái Uber vượt đèn đỏ cho đến việc video clip Kalanick đang tranh cãi về lương với tài xế bị phát tán.
Cùng với đó, hàng loạt nhân sự cao cấp của Uber cũng lần lượt ra đi, khiến không ít người đặt ra câu hỏi, phải chăng ngày tàn của Uber sắp đến? Các nhà đầu tư thể hiện sự lo ngại về văn hóa quản lý của Uber và lên tiếng chỉ trích phong cách lãnh đạo của Kalanick. Những người ủng hộ dần quay lưng với anh, bản thân Travis Kalanick cũng thừa nhận, tôi cần phải thay đổi trong cách lãnh đạo và trưởng thành hơn. Như vận đen của vị doanh nhân 40 tuổi vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuối tháng 5, cha mẹ của Kalanick là nạn nhân của vụ tai nạn đường thủy. Mẹ của anh qua đời trong khi cha của anh thì bị thương nghiêm trọng. Đến ngày 20 tháng 6, khi Kalanick đang lưu trú tại một khách sạn Chicago trong chuyến đi phỏng vấn các ứng viên tiềm năng như Uber, hai nhà đầu tư mạo hiểm là Mark Kohler và Peter Fenton đã đến tìm anh. Họ mang theo thư của 5 nhà đầu tư lớn, trong đó có lá đơn từ chức dành cho Kalanick. Sau những tranh luận và suy nghĩ, vị CEO đầy tham vọng quyết định từ bỏ chiếc ghế quyền lực mà anh nắm giữ. Trong tuyên bố từ chức, Kalanick nói rằng, tôi yêu Uber hơn bất cứ điều gì trên trái đất này. Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chấp nhận yêu cầu của các nhà đầu tư là từ chức để Uber có thể quay lại xây dựng thay vì bị phân tâm bởi cuộc chiến khác. Tất nhiên, rời khỏi vị trí CEO không phải là dấu chấm hết cho mối duyên giữa anh và Uber, bởi Kalanick đang nắm trong tay một lượng lớn cổ phần và vẫn nằm trong hội đồng quản trị của công ty. Người lạc quan sẽ mong chờ một kết thúc có hậu như Steve Jobs với Apple. Một ngày nào đó, Kalanick sẽ quay lại dẫn dắt Uber khi anh đã thật sự trưởng thành. Người đồng hành .vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.